Đây là được không? Rồi, cái nắp đó không vừa. Ôi cha, sao con lại chơi chồng chồng lên má nói vậy sao? Cái này đâu có chồng được đâu, bé giờ không có chồng được. Ừ, đây đồ ăn của con. Nè, đây đây đi. Đây, không có chơi được. Thôi. Ô, nó lại chồng lên nè ông bà cô chú. Cha. Rồi được rồi, chồng lên. Đây nè, cái rổ đây nè. Cái nắp nó đậy lại đi con. Đúng rồi, đậy lại đi. Ôi trời ơi, giỏi ghê luôn. Đậy lại đi. Đậy lại được không? Cái tay đậy lại này kìa. Rồi, cái nắp đó không vừa rồi con. Biết vặn qua vặn lại để đậy lại đó không bà cô chú thấy không? Giỏi ghê luôn đó. Qua vặn lại đậy lại. Nhưng mà cái nắp đó không có phải không có vừa không? Lấy cái nắp khác thôi. Đây nè, nhẹ nhàng thôi con. Dừng con tay bây giờ. Đâu con đậy nắp lại cho mắt coi đó. Bạn qua bạn lại nè. Ôi trời ơi, đậy được rồi đó mà cười chứ hả? Giỏi. Mở ra làm sao? Vặn qua vặn lại rồi mở ra con. Rồi, lấy cái khác hả? Đúng rồi, đó. Đây lại coi, vừa không? Phải cái nắp đó không con? Vặn qua vặn lại nè. Rồi, cái nắp đó bự hơn rồi. Nắp đó bự hơn rồi, khoai tây lấy cái nắp khác đi con. Nắp bự hơn rồi, đâu có vặn được đâu, đâu có vừa. Lấy cái khác đi con, lấy khác cái nào mà nó vừa vặn với nhau á. Rồi xong mình đây lại. Mở cái mở ra, bỏ cái nắp đỏ xuống. Con vặn qua vặn lại thì nó mới ra lần chứ con kéo đó. Đúng rồi. Giỏi ghê đó. Rồi đậy nắp. Mấy cái đó đậy lại coi thử vừa không. Rồi không vừa rồi. Phải không? Vừa không? Con đậy lại thử coi. Lấy cái đồ khác vặn thử coi. Đó, mở ra, con mở ra. Con mở ra làm sao? Mở ra làm sao đó, vặn qua vặn lại đi đi. Mở ra làm sao? Mở được không? Cứng nó hơi cứng á. Con đậy lại đi. Cái đó là cái nắp đó, con đậy lại đi. Không, đâu có đậy được ở trong cái cơm đâu. Không phải đâu. Đậy cái hũ mà con đang cầm. Đang chơi mà sao con văng vậy? Đưa cho má hả? Đây, má cầm đây. Ơi, giỏi ghê. Là đưa cho má, ý là đưa cho má. Má đang cầm nè. Đây nè, cái hộp nè ha. Rồi con đậy lại coi. Con đậy lại coi.
Tôi ơi, không có nhấn xuống, phải phải vặn qua vặn lại nó mới vô chứ, không nhấn xuống đâu có vô. À, đưa cho má hả? Rồi, má cầm đây. Ý. Ừ, đây đây này, coi tay nhìn thấy không nữa nè, bỏ xuống hàm, bỏ vô vặn nè đó, nó thấy không, vặn xong cái đứng lại đó. Đây, con mở ra coi thế coi, con vặn qua vặn lại mở ra không mở ra được luôn hả đó. Cái hũ lớn hơn hả? Mở ra đi, con mở ra thử coi, con tự mở coi, con tự mở coi, cô tự mở mắt coi. Mở qua vặn lại chứ kéo ra nó đâu có ra đâu. Vặn vặn không nổi thì cái này nó hơi cứng này, đóng 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 cứng này nè. Đưa cho má hả? Rồi rồi, đây đây, má mở ra cho con nha. Ừ. Á, má mở ra rồi nè. Đây nè, thấy má mở ra không? Đó. Rồi đó. Mở ra rồi đó con. Nhấn nè, nhấn nhấn vô để đậy lại ra. Trời ơi, con vặn qua vặn lại vậy chứ nhấn nó không có vô đâu. Vặn qua vặn lại để đậy lại đi. Ừ đó. Đi đóng ngoài trời. Cái tay ảo mà cô chú giỏi em, mà cô chú ơi, sao một hồi chơi lăn lộn mua dưới bếp xong quay tay chán quá, quay tay muốn coi ở trên coi thử má đang làm cái gì, cho nên thành ra là lên cái ghế xuống cho quay tay ngồi để quay tay ngay nhìn coi thử má đang làm gì luôn. Giờ hả, lớn rồi cho nên rất là tò mò. Cây chiên cá nặng vào cô chú ơi, cho ngồi chơi ha, để nhìn má coi má nấu cái gì làm cái gì luôn ha. Wow. Đó. Nó cho ta đem hạt nhiều ha. Đây. Bột năng nè, để mình làm bánh canh. Hai khoai tây ha. Nhâm 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 nhâm. Trà xanh. Bỏ trà xanh vô để làm màu. Xanh nó thơm thơm nữa. Đây đứt. Đây nó sôi rồi, nó sôi rồi.
Đây, cho cục bột nó nghỉ ngơi chút nè. Bỏ cửa 30 phút sau là mình có thể làm sợi. Giờ làm qua màu tím cho nên thành ra là lấy cái hoa đậu bếp khô nè, đi nấu. Từ từ ăn, từ từ con, chờ con nhai hết cái đó đã xong mới bỏ vô ăn từ từ thôi. Đây cái màu nước hoa đậu bếp nè, mời cô chú. Đây nhỏ. Bây giờ mình sẽ nhồi bột. Lâu bây giờ mình sẽ cắt sợi ha. Thấy không? Bạn đã thấy mama cắt bột không? Này, ngon ha. Tắm bột luôn này, khoai tây này đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy món nào không? Đã chờ má xíu nha. Có thể ngồi chơi chờ má ha. Con lấy cái tay ra khỏi cái mũi mình đi con. Sao có con cái chọt vô luôn mũi mình không vậy hả? Có. Bắp bao. Ai về vậy khỏi tay? Ai làm bấm? Ai vậy? Khoai tây không ba miếng. Khoai tây kêu ba đi. Ba ba.
Đây, sau khi cắt một hồi mình sẽ được món bánh canh này ha. Làm tiếp tục với lại cái miếng này. Khoai tây kêu ba. Mama. Khoai tây kêu ba nhé, không phải không má? Khoai tây kêu ba hả? Ba đi làm về mà hả? Khoai tây đâu có hả chạy theo ba được đâu, tại đang ngồi trên cái ghế mà. Chờ ba một chút, chờ ba một chút, ba làm xong rồi ba âm con số. Khoai tây chờ ba xíu ha. Giờ ba buổi sáng giờ ha, mà ba về ba làm cái gì đâu mà ba đâu quan tâm tới khoai tây, thấy không? Có con mình má quan tâm con hay sao? Nhớ mama. Ba đi làm ba quan tâm khoai tây chứ, má nói gì kỳ cục quá. Ba yêu khoai tây lắm. Rồi con đóng cửa lại rồi ba sao vô? Ăn khoai tây. Ok, need cartofel ha? What does we need cartofel? Coffee is not I got me no sense of fatigue. When we are in our Kartoffeln heute ist für den Nachmittag, sehr zu Bett, gegessen und dann essen wir fertig zu essen und dann Kartoffeln essen. Oder so, das knackt alles so. Ja, pass auf. Ha, so wie mit Kartoffeln, ha? Ba chơi với con nha, má nấu ăn tiếp nha, ba nấu gần xong rồi, chiếu nữa là xong à. Đây, được cái mớ bốn bánh canh này mọi người ơi. Cho hai giáp thịt bò lên. Nhớt bắt ra. Nêm ít mắm. Bỏ mấy thứ một nửa. Rồi, bánh canh xôi, xong.